anh không cần phải viết những dòng nhật ký riêng mình, mà sẽ là của hai chúng ta. Chồng ơi, cảm ơn anh vì đã chọn em là người bạn đời của anh, là người bạn đồng hành cùng anh đi trên con đường phía trước. Cảm ơn anh đã luôn nhường nhịn em, luôn yêu thương em dù đôi lúc có vài lần là có lỗi lầm. Em biết là cuộc sống này sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng mà dù có là gặp thành công hay là dù gặp khó khăn thì hãy về nhà anh nhé, sẽ có em chờ. Có thể thời gian mình bên nhau không quá dài, nhưng mà em luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên anh. Em thích tất cả những nơi mà mình đã từng đi qua, thích cả những món ăn mà mình đã ăn cùng nhau. Em hứa là sẽ luôn tôn trọng anh, sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ cùng anh trong cuộc sống. Em hứa sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày, dù có thể là không ngon bằng ngoài hàng, nhưng em sẽ cố gắng. Em hứa sẽ luôn yêu thương và quan tâm anh và cả những đứa con sau này của chúng ta nữa. Mình hãy cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của chúng mình nhé, chồng. Em yêu anh. Anh yêu em. Tiên khi mà anh gặp em thì anh cũng không có nhiều ấn tượng vì hai đứa được hai bên gia đình giới thiệu, thành thử ra là anh cũng thấy hơi bị ngượng ngạo và bó buộc. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc và tìm hiểu thì anh phải lòng, cảm thấy em là một con người rất là dễ gần và cũng rất là phù hợp với cái lối sống của anh. Sau một tháng khi mà tìm hiểu thì hai đứa đã chính thức quen nhau. Anh là một con người hơi thiếu sự quan tâm, thành thử ra là cũng nhiều lúc làm cho em buồn, em khóc, cũng như là cũng đã phạm phải những cái lỗi lầm và cho anh thêm một cơ hội để sửa đổi. Trong mối quan hệ này thì chúng ta cũng có những chuyến đi xa, nhưng mà cái chuyến đi xa mà đem lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất là ở Hà Giang. Vì lúc đó là lần đầu tiên anh được lái xe số và phải đi qua những con đường đèo rất là chắc chở. Và chúng ta đã phải bị té xe lên 2 lần, nhưng mà vẫn đứng dậy để tiếp tục cố gắng hoàn thành chuyến đi. Thì cũng để lại rất là nhiều kỷ niệm. Anh hứa sẽ quan tâm, yêu thương em nhiều hơn. Và sau ngày hôm nay, anh không còn phải viết những dòng nhật ký riêng mình, mà sẽ là của hai chúng ta. Nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa.